Các bạn có thể thấy đây là một cái chuồng chim mình làm theo phong cách hạ thổ. Thì cái kích thước của cái chuồng này thì mình xây bò bờ như thế này, làm hai cửa lá cọ rồi mái tôn để che chỗ cho ăn và ấp. Thì khuôn viên thì các bạn dùng lưới B40 ở trong và lưới xanh ở ngoài. Đây là một máng uống treo và đây là một chậu tắm. Bên trong thì có một cây ra quả. Bên cạnh cây quất, quấn vào cây quất thì có một cây cà. Đây cây cà, hoa cà đây. Một cái lồng này thì ôm vào một cái làm quấn khéo như thế này, gốc ở dưới cành ở trên mà chim cũng không ra được, lộc đào lũng đào. Thì cái cây đào này được khoảng 5 năm tuổi, hiện bây giờ thì chơi từ lúc trước Tết một tháng đến bây giờ. Các bạn có thể thấy là tán của chúng như thế này, rất là đẹp, trông như một bông búp sen. Cây đào này có người giả 5 triệu nhưng mình không bán. Ở khuôn viên nhà mình, sân đây thì có một cái vòi nước, có một cái chuồng chim như vậy. Chuồng chim này kích thước là cao khoảng 1,5 m, 1,6 m, dài 3 m, rộng 1 m. Mình thả một đôi chim. Đôi chim này của mình thì con chim trống thì là con nai thế hệ F1 của chim Kuta với chim Nhật. Thì hiện giờ là nó màu thì màu màu màu, màu phấn xám, nhưng mà cườm của nó lại khác với chim cu Nhật. Cườm của nó lai giữa cườm Kuta với cu Nhật. Thì con này gáy cũng không được như cu ta nhưng mà cũng thấy lạ lạ. Đặc đặc điểm của chim này thì nó đẹp và nó khỏe, bồ chim to chim. Cái đào này thì hiện giờ là vẫn rất là nhiều hoa, đúng không? Các bạn thấy là nếu như gia đình các bạn có một cái khuôn viên như thế này thì không có gì để mà nói rồi. Thì bây giờ mình đang lai giữa con mái cu ta. Mái cu ta đây thì con mái cu ta này là đúc ra được khoảng 7 nứa rồi. Bây giờ con mái này nó đang trên này còn có chim sâu đang ấy. Đây thì là em chim cu trắng. Em này thì rất là đẹp, lông trắng như tuyết. Con này nếu mà ghép với cu gáy thì không được bằng cu ta nhưng mà rất là đẹp về màu lông. Thuần tính thả ra nó vẫn về à, để đây cho nó tắm nắng để tổng hợp vitamin D. Các bạn nhìn kỹ hơn.
Đây là một cây chầu không, mình trồng để cho nó quấn vào một cái cây chanh. Cây chanh này gọi là chanh tứ quý, là ra quả quanh năm, trên thân lúc nào cũng có hoa có lụ có quả quanh. Ở đây thỉnh thoảng thịt gà ra bứt lá chanh, hương chanh thơm ngào ngạt đấy. Các bạn nghe thấy chim hót chưa? Không có ở đâu có một cái không khí yên ả, trong lành, và nó có một cái gì đấy nó rất là thoải mái, khoan thai con người. Tiếng chim kiên hót, tiếng chim sẻ kêu. Và đây là một cây xanh. Thì ở quê hương mình ở đây á, thì có một cái đồng cỏ Ba Vì, thuộc huyện Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể thấy một cái khuôn viên rất là yên ả.